hai các bạn, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Stormy Gaming ha. Ok, và mình đối các bạn thì hôm nay mình sẽ mod nhân vật nào đây các bạn? Đó, thì đây là nhân vật hôm nay mình sẽ mod chung GTA 5. Đó, rất là đẹp luôn các bạn ha. Và mình sẽ bật mí luôn, đây chính là Tixi Toby hay các bạn ha. Thì Tixi Toby này có rất là nhiều bạn yêu cầu mình mod rồi. Đó, có rất là nhiều bạn comment ở trên channel của mình. Anh ơi hãy mod về Tixi Toby Rippy Pasta đi. Ok, hôm nay và mình đã mod được Tixi Toby rồi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ kể về một câu chuyện của Tixi Toby ha. Thì đây là một cái nhân vật hư cấu của đội Rosie của Slenderman. Đó. Thì tại sao nó lại là đội Rosie của Slenderman để đi săn con người, thì hôm nay mình sẽ kể câu chuyện đằng sau của nó. Thì Toby này, tên thật của nó là Tobias Aaron Toby Groger ha các bạn ha. Vâng, đây là một cậu nhóc. Từ nhỏ thì nó đã bị một cái chứng rối loạn tâm thần rồi. Đó, khi đi học ở trường thì bị bạn bè bắt nạt nó rất là nhiều, cho nên là ba mẹ nó không có cho đi học nữa. Tại vì các bạn của nó biết là nó bị rối loạn tâm thần đó các bạn. Và nó rất là nhút nhát, cho nên là rất là dễ bắt nạt và ăn hiếp trong trường. Giống như là về cái vấn nạn mà đánh nhau ở trong bên Việt Nam của mình vậy các bạn. Giống như thấy nào hiền quá thì nó bói tiền hay là cái gì đó. Đó, thì bên nước ngoài nó cũng không ngoại lệ ha. Ok, thì giáo dục Tixi Toby ở nhà. Đó, thì bình thường Tixi Toby nó rất là nhút nhát và nó rất là hiền. Nó giống như là bị gói lời tâm thần, nó bị khờ khờ vậy các bạn. Đó, nhưng mà trong gia đình của Tixi Toby á, thì Tixi Toby còn cha còn mẹ ha các bạn ha. Và đặc biệt là chị gái của Tixi, đó chính là Lyra. Vâng, hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem cái gia đình của Tixi Toby. Đó, đây là chị gái của Toby, Lyra. Còn đây chính là người mẹ của Toby. Đó. Thì người mẹ của Toby này rất là yêu thương Toby ha các bạn ha. Nhưng mà đặc biệt còn người cha. Đó. Toby rất là căm thù người cha của mình. Tại sao Toby lại căm thù người cha của mình? Tại vì người cha của mình á lúc nào cũng nhậu nhẹt bê tha rồi xong rồi đánh đập vợ con các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy được cái cảnh đó. Đó, vâng, đây là cha của Tixi Toby. Đó, sau khi người cha của mình đi nhậu nhẹt bê tha rồi. Đó, thì lúc này cha của Toby rất là say rồi ha các bạn ha. Và cha của Toby về nhà để đi tìm gặp mẹ và em chị gái của Toby, đó chính là Lyra. Đó, say lướt luôn rồi. Đó, thì giống như thằng này là nó bạo hành gia đình của mình vậy các bạn. Ông cha của Toby á. Đó. Đây, tụi bay, thấy tao về rồi mà không chịu dọn cơm nước cho tao ăn hả? Tụi bay thấy tao xỉn rồi tụi bay muốn làm gì làm đúng không? Phải không? Cái con nhỏ Lyra này, tao sẽ đánh mày. Mày, mày, đây, đây là mẹ của Toby. Đánh luôn mẹ của Toby nè. Đánh nè. Đó. Đó. Thì tất cả những cái chuyện này nó đều không lọt qua khỏi con mắt của Toby ha các bạn ha. Tixi Toby đã đứng sau cánh cửa này là chứng kiến được hết tất cả mọi chuyện. Anh ta rất là căm hận người cha của mình. Tại sao cha của mình lại làm như thế với mẹ và em gái của mình? Sở dĩ cái thằng Toby này nó không bị cha nó đánh là do nó bị rối loạn tâm thần ha. Cho nên là cha nó không đánh nó, chỉ đánh chị gái và mẹ của nó thôi. Đó. Thì mọi chuyện thì nó cũng dần qua đi theo thời gian. Và sau đó thì gia đình của Toby quyết định đi chơi hay các bạn ha. Quyết định đi chơi chết. Đó, thì Toby sẽ nhận nhiệm vụ để chở gia đình đi chơi. Ở đây là chị gái Lyra và mẹ của cậu ta. Và thì cậu ta sẽ giống như là đi tắm biển hay các bạn ha. Thì bình thường thì sẽ là ba của Toby lái xe đi chơi. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cho Toby. Hôm nay mình làm với Toby mà nó là nhân vật chính mà, cho nên là mình sẽ cho lái xe đi chơi. Mình sẽ cho ra ngoài biển chơi. Tại vì đối với những người bị tâm thần thì rất là cần để mà cho nó đi chơi nhiều, để nó ra ngoài đường nó thông thả óc nó ha các bạn ha.
đối với những người bị rối loạn tâm thần như vậy á, mà các bạn cứ nhốt ở trong nhà, các bạn sợ ra đường nó bị kích động hay là nó bị làm những cái điều bậy bạ, thì cái đó rất là không tốt cho những người bị rối loạn tâm thần đó. Cần ra ngoài đường chơi không khí trong lành, được tiếp xúc được với nhiều người hơn nữa thì cái bệnh nó càng ngày nó càng mới được giảm đi. Chứ còn các bạn để mà nó trong nhà như là nó càng ngày nó càng nặng thêm, nó càng ngày như là bị bệnh qua tự kỷ luôn á các bạn. Thì trong khi Tích C2B nó đang chạy xe thì bất ngờ bị mất lái các bạn. Bất ngờ mất lái, ơi nó tông vào xe, nó tông vào người, nó tông vào cột đèn và nó nhảy khỏi xe. Thì bất ngờ chiếc xe nổ tung và chị gái của nó liền ra đã bị chết cháy rồi các bạn. Ơi chị Lyra, ơi chị Lyra, em xin lỗi chị. Và Tixitubi chứng kiến được cái cảnh tượng rất là kinh dị như thế này, chứng kiến cảnh chị gái của nó bị tai nạn xe hơi và chết ngay tại chỗ. Tixitubi sợ quá, cậu ta vội vã chạy về nhà. Thì bình thường thì Toby nó sẽ về nói với bố của mình, nhưng mà tại vì nó không thích bố của mình hả các bạn ha, cho nên là nó sẽ không nói chuyện với bố mình đó. Thì sau cái cuộc tai nạn của chị gái nó Lyra thì cái căn bệnh của nó ngày càng một nặng thêm, nó cứ ám ảnh về cái chết của chị nó ha các bạn ha. Đó, tại vì chị gái của mình rất là thương yêu mà các bạn, mà bị chết ngay trước mắt của mình thì ai cũng vậy hết, ai cũng sẽ bị sang chấn một cái tinh thần, sang chấn rất là mạnh luôn các bạn ha. Đó, nó bắt đầu điên loạn hơn và sau đó nó cảm giác được một cái giọng nói từ đâu nói vang vẳng trong đầu của nó là hả, nó là người được chọn, nó là người được chọn, cứ nói đi nói lại. Và cậu ta rất là nhức đầu, không biết mình đang bị cái gì, hay là do cái chứng rối loạn tâm thần của mình cho nên là mình nghe được những tiếng nói từ đâu đó thôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà không các bạn, đó chính là Slenderman. Đây, đó chính là Slenderman các bạn. Từ khi lúc Toby sinh ra tới lúc Toby lớn như bây giờ thì Slenderman đã nhắm tới Toby để tuyển chọn một cái đội Roxy của mình. Đó, hey Toby, từ nay thì mày sẽ là một cái biệt đội săn người Roxy của tao. Tao chắc chắn mày sẽ là một cái con bài rất là mạnh, rất là ghê của tao. Đó, đó, thì sau khi Slenderman đã chọn Toby thì cái chứng tâm thần của cậu ta càng ngày càng nặng thêm á các bạn ha, không có thuốc chữa luôn. Đó, điên loạn tới mức mà cậu ta quyết định giết người cha mà mình căm hận bấy lâu nay. Đó, giống như là Toby nó được Slenderman truyền cho một cái sức mạnh gì đó, nó bắt đầu tiến vào để giết người cha rất căm hận của mình, đánh đập chị gái và mẹ của mình. Cậu ta cầm một cái búa. Đó, đây là một cái búa giống như là gọi là một cái búa mà mang hình ảnh của Tixitubi luôn hả các bạn ha. Đây, ông, từ khi chị gái tôi còn sống, ông không bao giờ yêu thương chị gái tôi và mẹ của tôi. Tới khi chị gái tôi chết thì tôi rất là thương chị gái của tôi. À, tôi phải giết ông. Người cha không có, người cha không có lương tâm, không có nhân tính. Không, tôi phải giết ông, tôi phải giết ông. Ông phải chết. Và Tixitubi giết người cha của mình rất là dã man. Và sau khi Tixitubi giết người cha của mình xong thì cậu lại vào giết luôn người mẹ của mình. Bà hãy chết đi, bà hãy chết đi, bà hãy chết đi. Đó, các bạn thấy cái búa nó không, toàn là máu không. Thì trong cái chuyện Rippy Pasta thì Toby không có giết mẹ của mình ha, nhưng mà trong GTA 5 thì mình muốn cho câu chuyện nó thêm phần phong phú và hấp dẫn hơn thì mình cho nó giết luôn cái người mẹ của mình. Đó, và sau khi Toby giết người mẹ của mình thì cảnh sát bất ngờ ập tới căn nhà này các bạn. Đây, đó, cảnh sát bất ngờ bao vây căn nhà này, cảnh sát đang tới rồi. Tixitubi sợ quá, không biết phải làm sao, làm sao bây giờ. Đó, cảnh sát đang bao vây căn nhà này, tại vì cảnh sát bên Mỹ mà các bạn.
khi mà nó có chuyện gì nó gọi 911 thì cảnh sát tới rất là nhanh. Đó, police chưa tới nữa mà trực thăng SWAT rồi cảnh sát cơ động rồi tới tùm lum hết rồi các bạn thấy không. Bắt đầu tiến vào để tấn công Toby. Toby sợ quá không biết làm gì. Toby bắt đầu đốt luôn căn nhà này của mình. Chết luôn trong đây cũng được. Nó bị tâm thần mà các bạn, nó đâu có biết gì đâu. Đốt luôn căn nhà, phóng hỏa căn nhà này. Trời ơi, chết cháy luôn. Đây. Đốt nhà. Chết chung với tụi bay luôn. Đó, thì sau khi Tissitubi phóng hỏa đốt luôn cái căn nhà của mình thì Slenderman đã tự nói với mình rằng đây, cơ hội để bắt Tissitubi về đội Roxy của ta, cơ hội thu phục nó đã tới rồi. Ok, và bây giờ thì Slenderman sẽ tiến qua bên cái căn nhà đó để giải cứu Tissitubi, ngăn chặn nó bị chết cháy trong đó và bị cái tụi cảnh sát giết nó. Đây, trước khi thì mình cứu nó, mình phải dẹp bớt cái tụi cảnh sát này đi đã. Nếu không mình đem nó ra thì nó sẽ bị giết chết. Đây, ta là Slenderman đây. Tụi mày hãy đi chết đi. Có Slenderman ta xuất hiện tại đây thì không thằng nào được bắt Tissitubi đi hết. Tụi mày nghe rõ chưa? Ăn thịt thì luôn. Tụi mày chết. Rồi ok, bắt đầu thì bây giờ mình sẽ vào để mình giải cứu Tissitubi thôi. Tissitubi ơi. Rồi, đây nó đây rồi. Đâu rồi? À, nãy giờ mình chưa bắt nó. Rồi. Đó. Slenderman đã giải cứu được Tissitubi khỏi cái đám bullet đó. Và từ đó Tissitubi nó đã trở thành tay sai cho Slenderman và gia nhập vào cái đội Roxy của Slenderman luôn các bạn ha. Đây là một cái biệt đội săn người của Slenderman. Đó, đây là Tissitubi nè. Ha ha, rốt cuộc thì mày cũng đã về tay của tao rồi Tobi à. Ok, đó, tao thả mày xuống đây. Thì Tobi, bắt đầu từ ngày hôm nay mày sẽ trở thành tay sai của tao. Mày sẽ gia nhập vào cái đội Roxy của Slenderman rất là nổi tiếng ở trên thế giới này. Ha. Đó, sau khi Tissitubi gia nhập cái biệt đội Roxy của Slenderman thì cậu ta bắt đầu lấy một cái khẩu trang để cậu ta bịt vào khuôn mặt của cậu ta. Cậu ta kéo một cái mũ của cái áo hoodie chùm vào đầu và đeo thêm một cái mũ kiếm màu vàng. Đó, đây chính là một cái Tissitubi chính hiệu ha các bạn ha. Và cậu ta bắt đầu xuống dưới thành phố để đi giết người. Và như thế Tissitubi đã xuất hiện rồi. Và như thế Tissitubi đã trở thành một tên sát nhân trong biệt đội Roxy của Slenderman rồi ha các bạn ha. Ok các bạn, và câu chuyện về Tissitubi của biệt đội Roxy Slenderman tới đây là kết thúc ha. Và mình sẽ làm tiếp theo về Tissitubi này đi làm một kẻ sát nhân chính hiệu đi giết người. Thì cái đó mình sẽ làm ở phần sau. Còn phần này thì mình làm về cuộc đời và quá khứ của Tobias Erin Toby Roger Tissitubi khi mà trở thành Roxy của Slenderman thì nó chỉ là Tissitubi thôi. Ok, và nếu như các bạn yêu thích Tissitubi của Rippy Basta thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình ha. Và nếu như các bạn có ý kiến hay là các bạn có yêu cầu gì thì các bạn comment ở bên dưới video của mình. Ok, và chào biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên channel của Stormy Gaming ha. Tissitubi, chào biệt tất cả các bạn.